Xin kính chào quý vị và các bạn. Tây Nguyên đang trong những ngày thời tiết đẹp, trời nắng mà không quá nóng nhờ có địa hình cao nguyên. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa ngày thứ tư tại Pleiku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa và Đà Lạt đều không vượt quá mức nhiệt 31 độ, nhìn chung thuận lợi cho các kế hoạch tham quan và du lịch của quý vị. Ở Đắk Nông trong 3 ngày tới, trời cũng không mưa, có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày là 31 đến 32 độ. Dịp này, nếu quý vị muốn tìm một nơi để cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, thì điểm tham quan Tà Đùng là một lựa chọn thích hợp. Nơi đây có hồ Tà Đùng rộng lớn với khoảng 40 cồn đảo, nhiều hình thù khác nhau nổi lên giữa mặt hồ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, thứ tư này, nắng nóng 35-36 độ mở rộng ra nhiều nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. Lui xuống miền Tây thì thời tiết dịu hơn, nhiệt độ cao nhất toàn miền Tây sẽ là khoảng từ 31 đến 34 độ. Trong thời tiết nắng nóng, lựa chọn đến Vũng Tàu để giải nhiệt là hợp lý hơn cả. Ở đây, dự báo trong cả 3 ngày tới, trời nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá mức 31 độ. Thuận lợi cho quý vị tắm biển và tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời. Ở Vũng Tàu có rất nhiều những bãi tắm yên bình và đẹp như là Bãi Dứa, Bãi Dâu, Vọng Nguyệt, du khách có thể thỏa sức để lựa chọn. Còn các điểm đến du lịch ở miền Bắc như tại cao nguyên Mộc Châu thì du khách cũng có thể yên tâm vì dự báo trong cả 3 ngày tới trời ít mưa, nắng nhiều với mức nhiệt là từ 20 đến 25 độ. Tại đây có rất nhiều những danh thắng hấp dẫn như là Ngũ Động, Bản Ôn, Thác Yếm, đỉnh Pha Luông rất đáng để trải nghiệm. Chỉ lưu ý về đêm trời rét, nhiệt độ hạ thấp xuống chỉ còn từ 14 đến 16 độ. Cuối bản tin là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.